Bạn đã bao giờ nghe về một loài sinh vật kỳ lạ, nửa heo nửa cá, sống sâu trong lòng biển chưa? Hãy tưởng tượng một sinh vật với cái mũi to của heo nhưng lại có thân hình mượt mà như cá, bơi lượn trong đại dương. Đúng vậy, loài sinh vật này không chỉ tồn tại mà còn phát triển thành nhiều nhánh khác nhau, mỗi nhánh mang những đặc điểm riêng biệt đầy thú vị. Người ta nói rằng, tại một vùng biển xa xôi, một loài sinh vật đặc biệt đã xuất hiện, khiến cả giới khoa học phải kinh ngạc. Đôi khi, chúng còn tụ tập thành bầy, giống như một buổi họp mặt bí mật giữa biển khơi. Và bạn có biết không, loài này, khi còn nhỏ, rất dễ trở thành mục tiêu của các loài săn mồi, chẳng khác nào cách con người săn bào ngư hay thu hoạch sữa bò. Nhưng điều thú vị chưa dừng lại ở đó. Khi chúng lớn dần, trên đầu chúng bắt đầu mọc ra những chiếc sừng kỳ lạ, khiến chúng càng trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn. Và khi chúng hoàn toàn trưởng thành, không ai có thể rời mắt khỏi chúng. Trong vùng biển bí ẩn ấy, không chỉ có loài sinh vật nửa heo nửa cá này, còn có những loài khổng lồ khác, như một loài bò biển đang tiến hóa dở dang, với thân hình to lớn đến mức đáng kinh ngạc, được cho là loài sinh vật lớn nhất từng được phát hiện trong khu vực này. Câu chuyện này chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm. Ai mà biết được, dưới lòng đại dương sâu thẳm còn bao nhiêu bí mật đang chờ được khám phá. Và đây là phần hấp dẫn nhất, có tin đồn rằng, dưới những vùng đáy biển sâu thẳm, có thể còn một loài cá khác đang ẩn náu, với hình dạng không khác gì con người. Hình dáng của chúng gần như giống hệt con người, nhưng lại sở hữu những khả năng và đặc điểm bí ẩn mà không ai có thể lý giải. Một số nhà nghiên cứu thậm chí cho rằng, những sinh vật này có thể đang sống ẩn dật, chờ đợi thời điểm thích hợp để lộ diện. Câu chuyện về những sinh vật bí ẩn này chỉ là bề nổi của một đại dương đầy huyền bí. Ai biết được, còn bao nhiêu điều kỳ lạ đang ẩn sâu dưới lòng biển, chờ đợi để được khám phá. Nếu bạn dám khám phá, có thể bạn sẽ trở thành người đầu tiên phát hiện ra những bí mật chưa từng được hé lộ của thế giới đại dương.